Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái phần mà lúc nãy chú Tĩnh có nói, đó là cái phần mình sẽ thi người tri thức. Người tri thức thực ra là nói nghe nó rất là văn vẻ vậy thôi. Thực ra tri thức chỉ là một phần trong cuộc sống. Các bạn ở đây đều nhận được một nguồn tri thức như nhau. Nhưng bạn nào biết có cái thái độ tốt, có thái độ học tập tốt, thái độ sống tốt, thái độ cư xử tốt, thì bạn sẽ có thể học được nhiều hơn, các bạn sẽ tiếp thu được nhiều hơn, và các bạn có thể ứng dụng được nhiều hơn, và các bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng của mình. Khi mà chúng ta có một cái kiềng ba chân gồm có thái độ, kỹ năng và tri thức, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là vững vàng trong cuộc sống. Rồi, bây giờ nếu các bạn đã sẵn sàng rồi, cho chị 5 bạn đầu tiên tham gia trả lời câu hỏi số 1. Câu hỏi dành cho em: trước khi đạt được thành công trong tương lai, mình cần biết thành công của mình là gì? Vì nếu mình không biết cái thành công của mình thì làm sao mình đạt được nó? Vậy thì em hãy nói về cái định nghĩa thành công của em và kế hoạch để em đạt được cái điều này. Em nghĩ là thành công của em là sẽ chiến thắng được bản thân của em. Nó sẽ là cuộc sống tốt cho mẹ của em. Và ngoài cuộc sống tốt đó thì nếu mà em lo cho mẹ em một cuộc sống tốt thì em có thể lo cho em được một cuộc sống tốt và đầy đủ hơn. Thì đó chính là thành công lớn nhất của cuộc đời em. Và để thành công thì em nghĩ điều tất yếu nhất là em nên học. Học và học, học mãi, học nữa. Nếu em xin trả lời câu hỏi là sự khác biệt giữa người thành công và người tầm thường. Người thành công là những con người so sánh mình với chính bản thân mình. Là những con người biết có ý chí cầu tiến, muốn ngày một đi lên. Những người tầm thường thì họ khó nói không, còn những người thành công họ dễ nói không. Những người thành công thì họ biết giới hạn của họ ở đâu, họ biết đề xuất ý kiến hoặc là suy nghĩ nào cho họ để phù hợp. Ví dụ như hôm đó bài rất là nhiều, thì có bạn rủ đi chơi, họ có thể đi chơi, nhưng mà họ lựa chọn là họ ưu tiên họ bài thì họ sẽ nói không và từ chối cái bữa đi chơi đó, mặc dù bữa đi chơi đó rất là vui, rất là đông. Hãy liệt kê những cái thói quen, những cái cách sống mà chưa tốt mà ngăn trở cái quá trình phát triển bản thân, và cho chị biết cái nhận định của em về cái mức độ nguy hại của những cái hành động đó. Những thói quen không tốt cho bản thân là thức khuya, không học tập và rèn luyện, không chủ động tìm hiểu, tra cứu và tìm kiếm thông tin khi trong đang một thời đại phát triển công nghệ thông tin hiện đại như ngày nay. Mà trở ngại trong quá trình phát triển bản thân của mình, thứ nhất là chính mình. Chính mình là cái rào cản lớn nhất trong quá trình mình phát triển bản thân. Bởi vì con người là sinh vật mà luôn mong muốn được cảm thấy thoải mái, luôn muốn mọi thứ trở nên dễ dàng với mình. Nên là bản thân mình thường sẽ làm biếng và thường hay bị thu hút bởi những cái sự mà thoải mái. Cảm ơn em. Em làm cho chị bị nhột á, tại chị cũng là người thích thoải mái. Phát triển bản thân nó đơn giản lắm. Thấy cái gì ngày hôm qua nó dở thì làm tốt hơn một chút xíu. Be better là tốt hơn một chút xíu. Tốt hơn bản thân của mình ngày hôm qua là được. Mình so sánh của mình, bản thân mình của ngày hôm qua hoặc là bản thân mình của năm trước, mình nhìn lại là mình có tốt hơn cái bản thân mình của năm trước hay không. Đó là gọi là personal development, là phát triển bản thân mình mỗi ngày một chút. Phát triển cái gì? Phát triển nó mỗi ngày một chút là giữ cho cái thân này nó khỏe, ăn uống tập ngủ nghỉ cho nó logic. Cái não nhét vào cho nó những cái tri thức tốt. Chỉ nhét vào cái não mình mỗi ngày một chút những tri thức tốt thì cả chục năm sau cái não của con nó sẽ rất là vi diệu. Chỉ vậy thôi thì mình sẽ sống tốt, sống thành công được. Có một câu nói là đừng cố gắng trở thành người thành công, hãy cố gắng trở thành người có giá trị. Vậy thì theo em, người có giá trị là người như thế nào? Có những cái tố chất gì? Và tại sao chúng ta phải cố gắng trở thành người có giá trị? Em nghĩ là mỗi ngày khi mà được thức dậy mà mình còn sống thì đó là sự may mắn. Chính vì thế là mình nên tạo cho cuộc sống nhiều giá trị hơn. Đơn giản là sự tử tế, lòng yêu thương, hay là một cái gì đó đơn giản như là có hiếu với bố mẹ. Cái người thành công là một người
đã có được những thứ mà họ muốn trong cuộc sống. Còn người có giá trị là người mà có thể mang lại những cái tốt cho người khác, mang lại cái giá trị cho xã hội và mang lại cái giá trị cho gia đình và bản thân. Nên là cái người có giá trị nó hơn ở người thành công là nó có thể giúp đỡ được những người chưa thành công, là có thể giúp đỡ được những người khó khăn, mang lại một cái giá trị tốt cho cái xã hội và khiến cái xã hội nó đi lên. Những cái loại câu hỏi này là để các con phải tự mình chiêm nghiệm sau này. Thế nào là sống tốt, thế nào là sống hạnh phúc, thế nào là thành người có giá trị. Rồi mới tính tới cái việc là phải đi kiếm thiệt là nhiều tiền. Mình kiếm nhiều tiền rồi nhưng mà mình không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, thì mình sẽ kiếm tiền theo cách xấu. Mình phải học trước cái gì tốt, cái gì xấu thì mình mới biết cách kiếm tiền để đúng, theo cái hướng tốt. Mình không biết những cái đó, mình sẽ kiếm tiền theo hướng xấu, là trở thành người giàu cực kỳ xấu. Hồi nãy tới giờ mình nói rất là nhiều về thành công, về những cái đức tính tốt, về giá trị, về những cái góc nhìn trong cuộc sống. Nhưng mà mình chưa nói đến một cái yếu tố khác rất là quan trọng trong cái quá trình mình sống trong cuộc đời này. Đó là cái tâm bình an. Ngoài việc học để kiếm tiền để sống thì chúng ta còn phải học nhiều thứ khác để sống tốt, sống an vui, sống hạnh phúc. Theo em, sống tốt, sống an vui, sống hạnh phúc thì cần phải học những gì, học từ đâu? Để được sống an vui và hạnh phúc thì mình không chỉ phải học ở trường, học ở lớp mà còn phải học ở cuộc sống. Như ở cha mẹ, mình phải học được các đức tính như là tốt bụng, bao dung, khoan dung. Chúng ta cần học theo những người đi trước, những người đã từng có vấp ngã thành công, biết rút kinh nghiệm và học hỏi những thứ hay lẽ phải. Những cái câu hỏi nãy giờ đó mà các cháu nghe từ đầu buổi tới giờ nó có cái mục đích. Thật ra là chú cũng là người tạo ra mấy câu hỏi đó. Nó mang tính chất là open-minded, tức là câu hỏi tư duy mở. Câu hỏi tư duy mở nghĩa là câu hỏi nó không có đúng với sai. Cái nhìn nhận đúng sai của mỗi người vào cái câu hỏi mở đó là nó dựa trên cái sự nhận thức của mỗi người khác nhau. Cái hiểu biết của họ khác nhau thì họ sẽ nhìn nhận khác nhau. Và những câu hỏi này giúp cho các con có cái cách để mà tự tư duy về cái cuộc đời của mình. Nó hơi rộng đối với cái tuổi của các con, nhưng mà sau này thì như chú nói lúc nãy, trước sau cũng sẽ tới cái tuổi đặt những câu hỏi đó. Sống một đời đáng sống đó, sống một đời đáng sống. Tại mình già rồi cái mình sẽ thấy là sống một đời đáng sống nghĩa là cái gì. Chú, cái tuổi trẻ của chú đã làm rất là nhiều chuyện rất là xấu. Chú phí phạm thời gian cũng khá là nhiều. Chú quậy cũng nát bấy hết. Rồi khi mà chú có một chút xíu danh vọng, tiền bạc như người ta, chú cũng quậy tan nát hết. Những cái bài học đó là nó nằm trong những cái câu hỏi của ngày hôm nay. Các con khi tự hỏi những câu hỏi này, các con sẽ có được một cái loại tri thức mới và nhìn nhận trước được, trước khi mình sai lầm, để hạn chế những sai lầm của người đi trước. Trên con đường đời thì mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn như chú Tịnh đã nói. Nói chung là nhiều thứ lắm, từ bên trong rồi tới bên ngoài, từ cái ý nghĩ của mình rồi tới cái khó khăn ở ngoài người ta cho mình nữa. Cho nên đó là mình thực sự nói muốn nói kiên trì là nó khó khăn lắm, nhưng mà mình buộc phải kiên trì. Bởi không kiên trì thì mình không thể nào mà mình đạt tới cái hướng mình muốn được. Đó là cái thứ nhất mà em đã được học ở đây. Cái kế tiếp nữa là khi mà mình thành công rồi, thật ra thì đôi khi thành công nó cũng chưa có đủ. Tại vì hồi nãy chú Tịnh cũng nói là thành công rồi, cái đột nhiên mình quay lại mình nhìn, ừ sao mà đột nhiên cái mình cảm thấy mình không có hạnh phúc. Trên cái con đường thành công này, em có thể thay đổi, nhưng em không được quên cái bản chất ban đầu của mình, là trở thành một người tốt, sống có ích cho xã hội, sống cho đời và sống trọn một cuộc đời có nghĩa. Khi mà mình đã sống như vậy thì em cảm thấy là mình cũng nên học hỏi các anh chị, các cô chú là cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời. Em là phiên bản duy nhất, là phiên bản độc nhất, không thể đem so sánh với ai, và cũng không ai có thể đem so sánh với em. Nên em sẽ cố gắng tỏa sáng theo chính cái duy nhất của em có. Em xin cảm ơn.